Chỉ một phần kiến thức về ba bộ vệ đà cùng các từ vựng và nghi thức, luôn cả âm từ với sự phân tích và truyền thống là thứ năm đã sanh khởi đến đứa bé. Nó đã biết về cú pháp, về văn phạm và đã không thiếu về phần triết học và các tướng trạng của bậc đại nhân. Số 16. Khi ấy, đứa bé trai Nagasena đã nói với người cha điều này: "Cha yêu quý, ở gia tộc Bà La Môn này còn có các môn cần phải học, nào thù thắng hơn thế này, hay là chỉ chừng này thôi?" Này Nagasena thương, ở gia tộc Bà La Môn này không còn có các môn cần phải học nào thù thắng hơn thế này, chỉ chừng này là cần phải học thôi. Sau đó, khi đã trả lời cuộc kiểm tra của thầy giáo, đứa bé trai Nagasena đã từ tòa nhà dài bước xuống, tâm tự khiển trách về cuộc sống trong thời gian qua, rồi đã đi đến nơi thanh vắng trầm tư. Trong khi xem xét phần đầu, phần giữa và phần cuối đối với học thuật của mình, nó đã không nhìn thấy cốt lõi, dầu là chút ít, ở phần đầu, phần giữa hay phần cuối, nghĩ rằng các bộ vệ đà này quả là rỗng không, các bộ vệ đà này quả thật vô nghĩa, không có cốt lõi. Thiếu đi cốt lõi, nó đã trở nên ân hận, không hoan hỷ. Số 17. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Rohana ngồi tại trú xứ Vattawi Ní Giá đã dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đứa bé trai Nagasena, nên đã quấn y, trùm y, rồi cầm lấy bình bát và y biến mất ở trú xứ Vattani Giá, rồi hiện ra ở phía trước ngôi làng Bà La Môn, Kachangala. Đứa bé trai Nagasena đứng ở cánh cổng ra vào căn nhà của mình, đã nhìn thấy Đại Đức Rohana từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy đã hoan hỷ, phấn khởi, vui mừng, sanh tâm phỉ lạc, nghĩ rằng có lẽ vị xuất gia này có thể biết được cái gì đó là cốt lõi, nên đã đi đến gần Đại Đức Rohana. Sau khi đến gần, đã nói với Đại Đức Rohana điều này: "Thưa ông là ai mà cạo đầu mặc y cà sa như vậy?" "Này cậu bé, ta được gọi là bậc xuất gia." "Thưa ông, với việc gì mà ông được gọi là bậc xuất gia?" "Là bậc xuất gia để loại bỏ các điều ô nhiễm xấu xa." "Này cậu bé, với điều ấy mà ta được gọi là bậc xuất gia." Số 18. "Thưa ông, vì lý do gì mà tóc của ông không giống như tóc của những người khác?" "Này cậu bé, sau khi nhìn thấy 16 điều này, ta đã cạo bỏ râu tóc, trở thành bậc xuất gia." "16 điều gì?" "Sự vướng bận về trang điểm, sự vướng bận về trau chuốt, sự vướng bận về xức dầu, sự vướng bận về gội rửa, sự vướng bận về tràng hoa, sự vướng bận về chất thơm, sự vướng bận về thuốc bôi, sự vướng bận về thuốc Hari Takka, sự vướng bận về thuốc Amalaka, sự vướng bận về nhuộm tóc, sự vướng bận về buộc tóc, sự vướng bận về chải tóc, sự vướng bận về thợ hớt tóc, sự vướng bận về gỡ tóc rối, sự vướng bận về cháy rận. Khi các sợi tóc bị rụng nhiều, người buồn rầu, than vãn, rên rỉ, đấm ngực khóc lóc, rơi vào mê muội. Này cậu bé, bị rối rắm trong 16 điều vướng bận này, loài người sao lãng tất cả các học thuật vô cùng tinh tế. Số 19. "Thưa ông, vì lý do gì mà ngay cả các vải quàng của ông cũng không giống như các vải quàng của những người khác?" "Này cậu bé, các vải quàng xinh đẹp được nương tựa vào lòng ham muốn là các biểu hiện của hàng tại gia. Những lo sợ nào đó được sanh lên từ vải vóc. Những điều ấy không có ở việc mặc vải cà sa. Vì điều ấy mà ngay cả các vải quàng của ta cũng không giống như các vải quàng của những người khác." "Thưa ông có biết cái gọi là các học thuật?" "Này cậu bé, có chứ. Ta biết các học thuật. Chú thuật hạng nhất ở thế gian, ta cũng biết." "Thưa ông, có thể nào ban điều ấy cho tôi không?" "Này cậu bé, được chứ?"
có thể. Như thế thì hãy ban cho tôi đi. Này cậu bé, không phải lúc, chúng ta hãy đi khất thực ở xóm nhà. Số 20. Dạ thưa cả nhà, có còn nghe âm thanh của Như không ạ? Dạ dạ sa thú anh. Khi ấy, cậu bé trai Nagasena đã cầm lấy bình bát từ tay của Đại Đức Rohana, rồi hướng dẫn đi vào nhà. Sau đó đã tự tay làm hài lòng và toại ý Đại Đức Rohana với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm. Đến khi Đại Đức Rohana đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, cậu bé đã nói điều này. Thưa ông, bây giờ ông hãy ban chú thuật cho tôi đi. Này cậu bé, khi nào con không còn vướng bận và thuyết phục được mẹ cha cho phép, rồi khoác vào hình tướng xuất gia mà ta đã đạt được, đến khi ấy ta sẽ bàn trò. Vị trưởng lão đã đáp lại. Sau đó, đứa bé trai Nagasena đã đi đến gặp mẹ và cha và nói rằng, thưa mẹ cha, vị xuất gia này nói rằng ta biết chú thuật hoạn nhất ở thế gian, nhưng ông không ban cho kẻ không xuất đông sự chứng minh của mình, còn sẽ xuất gia trong sự chứng minh của vị này và sẽ học chú thuật ấy. Dạ con đã đọc xong, dạ con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay ạ. À, con xin dâng mic lại cho sư. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. À, cảm ơn cô Như rất nhiều đã đọc phần chánh văn. À, thì quý vị thấy trong cái năm cái đoạn này đó, thì nói lên cái sau khi mà cậu bé Nagasena này đã có sự hiểu biết, thì cha mẹ muốn cho cậu học theo cái truyền thống truyền thống của Bà La Môn, tức là học ba cái bộ vệ đà. Nhưng mà với cái nhân duyên và cái trí tuệ thì cậu này sau khi mà đã học ba bộ vệ đà rồi đó, thì cậu này suy tư thấy rằng ba bộ vệ đà này thì không có một cái gì nói về cái cốt lõi của cái đời sống. Cho nên cậu bé Nagasena này suy tư muốn tìm hiểu một cái môn học nào đó thật là cao quý, có cái cốt lõi, tức là có cái tính chất rõ ràng thực tế trong cái đời sống. Thì khi mà ngài Rohana đã biết được cái ý nghĩ đó, thì ngài đã đi đến dùng cái hình tướng của một cái bậc xuất gia để mà khơi gợi cái sự tò mò tìm hiểu của cậu bé Nagasena này. Cho nên là ngài đã từ ở cái trú xứ của mình đắp y mang bát và dùng thần thông đi đến cái ngôi làng của Bà La Môn Kachanga. Thì coi như là ngài Rohana đã đi đến cái gia đình của cậu bé Nagasena này rất là lâu. Nhưng mà trước đó thì vợ chồng ông Bà La Môn là không có cho cậu bé này trông thấy ngài. Cho nên là bây giờ mà thấy ngài thì cậu bé này khởi lên cái thắc mắc là về cái phẩm mạo của vị này, tại sao mà cái vị này á là nó khác hơn những người khác rồi. Thì cậu bé này mới hỏi
mà tại sao mà tóc của ông ấy là không giống như những người khác. Rồi cái dải tròn đây là nói về cái y, à cái y của ông nó không giống như những người khác. Thì ngài Rohana đã giải thích về những cái sự vướng bận trong cái đời sống của người thế tục, và cái phẩm mạo của người xuất gia. Từ đó mà khơi gợi cho cái cậu bé Nagasen nói về cái sự tò mò muốn tìm hiểu cái đời sống xuất gia, và muốn hỏi cái vị tỳ kheo này đó có một cái môn học học thuật nào mà cao quý hơn các cái ở của Vệ Đà hay không. Thì ngài đã từng bước, ngài dẫn dắt cái cậu thanh niên Nagasena này, cậu này vì vì muốn học, muốn học những cái pháp mà nó có cốt lõi, cho nên là hỏi ngài bây giờ ngài có thể truyền dạy cho cậu bé Nagasena này không. Nhưng mà ngài từ chối, ngài nói chừng nào mà phải trở thành cái người xuất gia thì ngài mới dạy cái những cái môn học cao quý này được. Từ cái chỗ mà ham thích tìm hiểu, ham thích học những cái pháp cao quý, cho nên là cái cậu bé này đã xin với cha mẹ để trở thành cái bậc xuất gia. Thì đó là cái tích truyện của năm cái đoạn hôm nay mà chúng ta học. Thì quý vị cũng thấy rằng với những cái người mà có trí tuệ, với những người mà có cái tâm tầm cầu cái pháp cao thượng, tầm cầu những cái pháp chân đế, thì đối với các cái môn học của Bà La Môn đó thì nó là không có tác dụng. Ngược lại đối với những cái người mà theo Bà La Môn á, thì năm áp ba cái bộ Vệ Đà này và các môn học là nó rất là quý. Trong đó học về các cái chú thuật, rồi các cái nghi thức để mà cúng tế, rồi cái khoa mà gọi là xem tướng, đoán giải các cái điềm mộng rồi vân vân. Thì những cái môn học này đó để đem đến cái lợi ích, đem đến cái lợi lộc cho các cái vị Bà La Môn. Nhưng mà những người mà tầm cầu về cái con đường cao thượng, muốn tìm hiểu những cái chân lý, thì nó không có đem đến cái cốt lõi, cái lợi ích. Thì chúng ta cũng thấy như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, hay là như Bồ Tát, ngài cũng là từng học mà ba bộ Vệ Đà. Rồi ngài Xá Lợi Phất là con trai của một cái bà trưởng làng, ngài Mục Kiền Liên cũng vậy, hai vị đều là con của cái bà trưởng làng, rồi đã nhỏ đã được học theo cái truyền thống Bà La Môn. Nhưng mà cũng vậy, ngài Xá Lợi Phất sau khi mà ngài suy tư, ngài thấy các cái môn học của Vệ Đà đó không có cốt lõi, không có cái đời sống, không có thực tế. Cho nên ngài cũng chán nản, ngài muốn mới tìm cái con đường xuất gia. Thì cậu bé này cũng cũng vậy, dù cái phước trí nó đã đầy đủ chín mùi rồi, cho nên là chỉ cần ông thầy đọc qua một lần là cái cậu Nagasena này nhớ hết, thuộc hết. Cho nên là cái vấn đề mà học mà ba bộ Vệ Đà này đối với cậu bé là rất là dễ dàng, không
số khó khăn gì hết. À, cho nên là cậu ta mới thấy là nó không có cái gì hứng thú, không? Ví dụ như quý vị học những cái môn học nào mà quý vị mà thấy là có phải suy tư rồi phải tìm hiểu cặn kẽ rồi đó, mà khi mà quý vị tìm hiểu cặn kẽ, hiểu biết một cách rành mạch rồi đó, thì quý vị cảm thấy cái có cái sự ham thích, có sự hoan hỷ. Còn như mà cái những cái môn học mà nó đơn điệu, đơn giản quá, không cần gì phải dùng cái trí tuệ để suy tư, không có phải mà phải tìm hiểu mà cho nó rộng rãi, nó sâu xa, thì mình học các cái môn học đó mình cảm thấy nó nhàm chán, nhàm chán. Cho nên là cái những cái từ mà rỗng không ở đây đó, rỗng không ở đây là không có những cái môn học này không có đưa tới cái việc cái sự sự ham thích, không có sự ham thích để mà tìm hiểu, để mà suy tư và xem xét cho nó rộng sâu về các cái môn học đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng đối với những cái vị mà đã dung bồi cái phước trí đầy đủ, thì khi mà những cái môn học mà không phải là cái giáo lý của bậc chánh đẳng chánh giác giảng dạy, thì sao, thì các vị này sẽ thấy nó không có hợp với cái lòng ước mong, sự tầm cầu của bản thân, từ đó mà không có cái ham thích. Thì cũng vậy đó, trong thế gian cũng vậy. Ví dụ như có những cái trường hợp á, mà cha mẹ ép buộc con cái mình á, nó phải học theo cái điều mà mình nghĩ là cao quý, là tốt đẹp. Rồi còn cái người con á, thì vì thích một cái môn khác nhưng mà bị cha mẹ ép buộc là phải học theo cái môn đó. Cha mẹ mà làm bác sĩ á, thì muốn con mình sau này cũng trở thành bác sĩ. Cha mẹ mà làm luật sư á, thì muốn con mình sau này cũng trở thành luật sư. Cha mà là thợ mộc, muốn con mình sau này cũng làm thợ mộc. Cha làm thợ hồ, muốn con mình sau này cũng làm thợ hồ. Nhưng mà không có cho con cái nó phát triển theo cái tài năng, cái trí tuệ của nó. Cho nên có nhiều cái trường hợp á, là những cái người họ làm, họ chỉ biết làm thôi, chứ họ không có ham thích trong cái học đó. Hay là hoặc là những cái người học chỉ học để gì, phải tuân thủ theo cái sự áp đặt, định đặt của gia đình, của cha mẹ, cái truyền thống của gia đình, ông bà cha mẹ rồi quyết định bắt buộc phải học. Cho nên là cái lối học đó thì nó không có cái sự ham thích, nó không có chịu cực để mà tìm hiểu sâu xa. Còn nếu mà thí dụ như bây giờ á, là cái trong gia đình cho phép những cái người con á, học những cái môn mà cái người này thích, thì sao, những cái sự khó khăn trong cái vấn đề mà học tập rồi kia nọ đó, thì cái người này mới dễ dàng vượt qua. Rồi có sự suy tư, tìm hiểu rộng rãi, cặn kẽ, đó, thì như vậy á, cái môn học này nó mới đem đến cái lợi ích. Rồi những cái môn học mà nó đưa tới cái thiết thực trong cái đời sống, nó rõ ràng, đó là những cái chân lý không thể thay đổi, thì như vậy đó,
cái môn học nó mới đem đến cái lợi ích thiết thực và sáng tỏ. Còn những cái triết lý là nó sáo rỗng mù mờ, mà bởi vì cái sự áp đặt bắt buộc người ta mới tin, cho nên á là người ta cũng tin nhưng mà trong cái cách là miễn cưỡng thôi. Cho nên á là cái giáo pháp mà của Đức Phật truyền dạy là sao, là một cái chân lý. Đức Phật không có áp buộc, áp đặt bắt buộc ai là phải 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 tuân theo hết, mà tất cả những người mà muốn tìm hiểu đó, những người muốn trở thành là người Phật tử, thì tự nguyện đi đến để học, rồi có sự suy tư, có sự tìm hiểu, rồi có thể mà phản biện, có thể mà đặt những cái câu hỏi, chứ không phải là coi như là ở trong kinh điển dạy như vậy là bắt buộc mình phải tin theo như vậy. Thành ra đó cái giáo pháp mà của Đức Phật đó, nó cho cái người người học một cái quyền tự do suy luận, tự do tìm hiểu, chứ không có kiểu mà kiểu áp đặt. Và cái pháp là nó có cái tính rất rõ ràng, đúng chân lý. Quý vị thấy rằng cái giáo pháp học pháp hành của Đức Phật dạy cách nay hơn 2.600 năm, nhưng mà những cái chân lý này chúng ta đem ra áp dụng vào cái đời sống trong cái thời kỳ hiện tiền thực tại này đó, nó cũng không có cái gì mà sai. Cho nên đó là chính vì vậy mà cái giáo pháp của Đức Phật đó được những cái nhà khoa học, những nhà y học người ta ca ngợi và người ta tin tưởng. Thì cũng có những vị mà coi như là cái trí tuệ quảng bác, người ta nói nếu mà trong thế gian này có những tôn giáo để mà cho tôi đi theo đó, thì chỉ có giáo lý. Đối với những cái người mà có trí tuệ hiểu biết quảng bác đó, thì người ta không phải là chỉ cần họ nghe rồi họ tin suông, mà họ phải suy tư, họ tìm hiểu cặn kẽ, rồi họ mới chấp nhận cái giáo lý đó, cái niềm tin đó. Cho nên đó là Đức Phật dạy cái người mà cái người học Phật cũng vậy, không phải là chỉ tin theo truyền thống mà tin theo truyền thuyết, tin gì đó là suy luận như thế này thế khác, mà mình phải tìm hiểu cặn kẽ, rồi mình phải đem ra mình thực hành. Hay là Đức Phật dạy cái người Ca La Má đó, muốn tin một cái giáo giáo lý nào đó thì phải thử, giống như là cái người thợ mà thử vàng, phải sao, cái muốn muốn biết một cái mẫu đó đúng là vàng hay không, cái người thợ là sao, phải chà xát, rồi phải cắt ra, rồi phải đốt, thì trải qua những cái thử thách như vậy đó mà nó vẫn không thay đổi cái màu sắc, cái tính chất, thì cái đó mới đúng là vàng thật. Anh ra quý vị thấy không, cái giáo pháp đó, trải qua cái chiều dài lịch sử, những lúc thăng trầm theo cái thế gian, những lúc là coi như là các cái giáo phái khác đó, họ muốn hủy diệt,
À, họ muốn xóa đi cái giáo lý của Đức Phật. À, nhưng mà nó là chân lý. À, thì dù cho thế nào đi chăng nữa đó, cái điều chân thật nó cũng là chân thật. Cho nên là qua những cái điều đó chúng ta thấy và chúng ta khẳng định cái tính chất, cái chân lý trong cái lời dạy của Đức Phật, là làm cho chúng ta có một cái niềm tin một cách mạnh mẽ hơn để học hỏi và nỗ lực thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Thì qua năm cái đoạn này thì cũng xin giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều, và giới thước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, và chúc quý tôn nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả vượt qua tất cả những chướng ngại trong đời sống, luôn luôn nỗ lực thực hành theo lời dạy Đức Phật và đạt được những cái kinh nghiệm quý báu trong pháp học cũng như pháp hành. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bây giờ thì xin cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá và mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Và trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào đạo tràng. Và không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Hello. Dạ, mọi người nghe được âm thanh. Dạ, cảm ơn. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham đặt câu hỏi. Nếu mà quý cô chú có những gì thắc mắc thì có thể giơ tay lên hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ, con kính mời ạ. Dạ không biết đạo tràng có câu hỏi không ạ? Không biết chị Nhung có câu hỏi không? Huynh Giang Nhất Hạ, Nguyên Như, dạ con kính mời Xích Hà. Dạ sa thú bàn tay của Nguyên Như, Nguyên Trang kính mời ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ bạch sư, Nguyên Như có cái thắc mắc đó bạch sư, là tại sao mà khi đứa bé nó hỏi là tại sao ngài xuất gia thì ngài chỉ đưa ra một cái lý do là tự vì ngài không có muốn làm phiền về cái tóc đó sư. Thành ra hồi nãy giờ con ấm ức con muốn hỏi cái câu này. Tại sao cái thứ mà mình cần thiết mà ngài lại chỉ nói về cái tóc cho cậu bé? Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Thì tục ngữ Việt Nam có câu là cái răng cái tóc là gốc con người. Thì khi mà mình nhìn vào một cái đối tượng nào đó đó, cái điều đầu tiên là mình nhìn qua cái gì, cái y phục, rồi cái tóc tai, rồi những cái vật trang sức rồi này kia chẳng hạn, không? Cho nên là cái người mà xuất gia đó, tại sao mà Tiêu Thì Khưu phải phải cạo bỏ râu tóc? Tại vì á, cái tóc
đồ này kia nọ đó, nó cũng là một cái phần để mà trang điểm của một một cái một người ha. Đó, bây giờ mà quý rằng nếu mà một cái người mà ở ngoài đời đó, bây giờ mà biểu người ta mà phải cạo bỏ đi cái mái tóc đó, rất là khó. Nhiều đó thôi. Thành ra đó có nhiều người họ cũng muốn tu tập, cũng muốn xuất gia giao duyên, nhưng mà đó mà với cái điều kiện là đừng có cạo đầu đó. Thành ra đó, ở bên Miến Điện hay là hoặc ở bên Thái Lan đó, cũng có những cái vào những cái ngày lễ, ngày ngày Tết truyền thống của Miến Điện của Thái Lan gì đó, thì nhiều người cũng đi đến trường thiền, đi đến chùa để mà tu gieo duyên. Nhưng mà nó có hai hình thức. Một hình thức là có những người họ họ cạo tóc đắp y, nhưng mà có những người á thì chỉ là và giữ bát quan trai giới chứ chứ không có làm lễ xuất gia. Thành ra đó nó cũng là một cái vấn đề để tập cho mình buông bỏ. Thì ở trong đó ngày ngày Tô Ná ngài đã giảng dạy về những cái sự vướng bận của hậu cái tóc không nữa, nó có 16 vấn đề không? Đó, và chưa kể là về y phục nữa. Cho nên là trong cái bài mà phản tỉnh của bậc xuất gia đó, thì có cái đoạn là Đức Phật dạy mỗi ngày cái vị xuất gia đó là phải tự phản tỉnh mình. Bây giờ phẩm mạo của bậc xuất gia nó khác hơn kẻ thế. Việc nào của bổn phận của người xuất gia mình phải làm cho tròn. Đó, thì cái người mà cư sĩ tại gia đó thì cái phẩm mạo người ta khác hơn, cái người xuất nó phải khác hơn, thấy không? Cái còn mình như cái mấy ông mà đạo sĩ, những nữ đạo sĩ Bà La Môn đó, thì sao? Họ cũng mặc y phục, nhưng mà cái y phục của họ màu trắng thôi. Rồi sao? Rồi họ cũng trang sức, họ cũng đeo tràng hoa, rồi này kia nọ. Thì mặc dù là họ là cái người xuất gia, nhưng mà so với cái phẩm mạo của cái người mà tại gia thì đâu có khác gì đâu. Cho nên á là cái trong cái tỳ kheo ha, tỳ kheo ni của trong giáo pháp của Đức Phật á, thì nó phải khác hơn cái người 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 cư sĩ tại gia. Cho nên là chúng ta phải phải hiểu như vậy. Rồi rồi khi mà chúng ta có những cái khởi lên những cái tham muốn gì đó, mình phải tự phản tỉnh. Phản tỉnh xem xét lại cái phẩm mạo của mình, cái người mình xuất gia thì phải khác. Cho nên trong cái nói năng, cái hành động của mình á, những cái oai nghi tế hạnh thì mình phải phải giữ. Để nếu không á, mình là cái người xuất gia mà mình cứ ăn nói bông đùa đùa giỡn, không có thu thúc lục căn, không có phản tỉnh xem xét kiểm soát cái nội tâm, thì như vậy đó mình mang cái hình thức là người xuất gia, nhưng mà
cái sự thực hành, cái phẩm mạo của mình nó không có đúng là cái người người xuất gia. À, cho nên đó là Đức Phật cũng có khuyên chư tỳ khưu luôn luôn là phải phản tỉnh xem xét, mình phải tự suy tư, nói là bây giờ á, mình là cái người xuất gia, phẩm mạo của mình nó khác hơn kẻ thế, phận sự nào của bậc sa môn phải làm cho tròn. Hằng ngày á, người thế thì người ta đi làm lụng để người ta tạo ra của cải vật chất để nuôi mạng, còn mình là bậc xuất gia thì sự nuôi mạng mình á, phải nương nhờ vào các cái thí chủ. Cho nên á, chúng ta phải nỗ lực tu tập để tạo cái phước, như vậy thì mình xứng đáng thọ dụng bốn vật dụng, cơm nước, y phục, chỗ trú ngụ, thuốc men của cái người cư sĩ tại gia họ dân cúng. Thế còn nếu mà mình cái người xuất gia mà mình không có chuyên tâm mình lo tu học, thì mình cứ khoan duyên theo những cái công việc đồ này kia nọ đó, thì như vậy làm sao mình có phước để mình hồi hướng đến cho thí chủ. Cho nên là cái vấn đề mà đề cập á, cái về cái tóc á, là nó có một cái là dễ dễ nhìn thấy nhất. Cho nên á, khi mà cái cậu bé Nagasena này thấy ngài Rohana đó, cậu bé này đã hỏi tại sao mà tóc của ông không có giống như tóc người khác, rồi cái y phục của ông sao không giống như người khác. Cho nên là vì lý do đó mà ngài đã giảng dạy cho bé Nagasena này hiểu về cái phẩm mạo của cái bậc xuất gia. Xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Như. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Ta Giá. Nam mô Bụt Ta Giá. Dạ, con xin kính tri ân lời dạy của sư. Và bây giờ Nguyên Như xin mời chư vị trong đạo tràng có thể xung phong để mà dâng câu hỏi lên cho sư, để chúng ta cùng nhau có thể hiểu được thêm bài học ngày hôm nay. Dạ, Nguyên Như xin mời chị Hà, xin mời chị Nhung, xin mời anh Thính Pháp, xin mời anh Giang Nhất Hạ, xin mời An Nhiên, xin mời Luyện Đoan, xin mời Huân Lê, xin mời tất cả mọi người ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con không biết mọi người có nghe được con không ạ. Alo, alo. Dạ, cảm ơn Giang Nhật Hạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ các quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, do máy con lúc đầu bị hư, do nên là con không nghe cái phần Nguyên Như đọc bài. Con mới coi lại bài. Thì thấy là cái thời gian đầu cái ông Bà La Môn này, ông đã che chở đứa bé, không cho đứa bé, cho cái vị
cái người con này thấy được ngài Rohana đã được 7 năm rồi, vì nhân duyên gì mà đến lúc này người cha lại không che chở cho đứa, cho cái vị này nữa, mà để vị này gặp cái vị sư Rohana. Cái này có phải là mình đủ nhân duyên thì nó tức khắc nó sẽ như vậy hay không ạ? Con kính thỉnh sư giải thích giúp con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Thì trong mỗi cái gia đình á, nó có cái truyền thống khác nhau. Thì quý vị thấy rằng cái trong cái thời gian mà 7 năm, 10 tháng mà ngài Rohana đi đến để mà với cái mục đích là để tế độ cho cái cậu bé Nagasena này đó. Hiểu không? Ông ta không có chào hỏi, không bố thí dù là một muỗng cơm. Đến nỗi mà ông ta sai những người cha gia nhân còn nói những cái lời mà xua đuổi thế này thế khác. Tới cuối cùng hôm đó là có một cái người gia nhân á, họ mới nói là: này ông ơi, thôi ông đi chỗ khác đi, ở đây ông không có nhận được gì đâu. Thì dù chỉ là một cái câu nói nhẹ nhàng, làm cái tâm của ngài cũng hoan hỷ. Chứ nói gì mà cho người khác mà tiếp cận đến một cái vị xuất gia ở giáo phái khác. Thành ra đó, trong cái sự bỏng sẻn, nó có cái bỏng sẻn về cái dòng tộc. Quý vị thấy rằng á, cho đến tận bây giờ nè, mà ở những cái xứ mà không phải là truyền thống của Hồi giáo đó, ở vùng những cái nước mà ở Đông Nam Á này nè, như ở Indo và Malaysia đó, là sư có lúc mà ở bên Miến Điện, sư có quen mấy vị sư Nam Tông mà ở bên bên Malaysia hay là ở bên Indonesia đó, là ở bển á, là mình không có được đi vô mấy cái làng của cái những cái vùng của người Hồi giáo. Mấy ông sư mà đi vô á, đi vô mấy cái vùng mà mấy cái xóm làng của người Hồi giáo á, là nó súng nhau, nó giác đá nó trọi mình chết luôn á. Chứ đừng nói gì mà vô đó mà nói đạo. Rồi thứ hai nữa, bên Hồi giáo là nó không thích những cái người mà cạo tóc cạo râu. Nó cho là những cái người đó là những cái người mà xấu xa tội lỗi, không có phước. Gặp những cái người đó là nó rất là xui xẻo. Cho nên là những cái tùy theo cái định đặt của các cái giáo phái, cho nên là chúng ta muốn đi đến một cái quốc độ đó, chúng ta phải biết có những ông sư tại vì không có rành cái truyền thống cái phong tục mà ở những cái trú xứ, những cái quốc độ đó đi đến. Quý vị biết ha, chỉ cần thấy mấy đứa nhỏ, mình tưởng giống như bên Việt Nam mình á, mình lại mình đờ đầu nó, mình kêu họ, mình hỏi han nó, là nó thưa, gia đình nó thưa cảnh sát bắt đó. Chứ không phải mà ngại đâu. Còn quý vị mà đi vô mấy ngôi làng đó mà quý vị mà truyền đạo, nói pháp, nói đạo là còn nguy hiểm nữa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, không biết là đạo tràng còn nghe âm thanh của sư được không ạ? Dạ, không biết bây giờ mấy vị khác có nghe không? Dạ, cảm ơn, dạ. Vậy là tại cái máy của cô Kim Dung nó bị trục trặc cái đường truyền hay là cái vấn đề gì đó? Dạ, nghe rồi ha.
ra cô coi chỉnh cái đường truyền hay là cái ấy lại. Thành ra đó, cái tùy theo à, thành ra có cái trong cái những cái pháp bổn sản về tài sản nè, bổn sản về kiến thức nè, bổn sản về trú xứ nè, bổn sản về dòng tộc à. Cho nên là quý vị thấy rằng á, luôn luôn là họ ngăn cấp, họ không có cho con họ kết hôn với những người mà khác dòng tộc, rồi không có được kết bạn với người khác dòng tộc, không có được là học những cái giáo phái khác, cho nên á là người ta ngăn cấm nhiều lắm. Rồi một trường hợp nữa, kiểu gì thấy rằng đó, khi mà Bồ Tát đản sanh á, thì được tiên đoán là sau này ngài sẽ đi tu và sẽ thành Phật. Thì quý vị thấy rằng á, Đức vua Tịnh Phạn Xuất Bồ Tát đã coi như là làm mọi vấn đề, mọi phương cách để mà ngăn cản Bồ Tát là không cho thấy người già, không cho thấy cái người bệnh, không cho thấy những cái người mà cho nên nó là Đức vua tuyển chọn những cái người mà hầu hạ cho thái tử đó là đồng trang lứa, bằng tuổi với thái tử, không có ai được già hơn. Và những người nào mà hơi mà có triệu chứng mà bệnh đó là đưa đi chỗ khác liền, không có cho thái tử, không cho Bồ Tát thấy, bằng mọi cách ngăn che để không cho do thái tử là thấy được những cái điều đó để mà đi đi xuất gia. Nhưng mà đến lúc cái nhân duyên nó tới thì nó cũng phải tới. Thì ông này á, ông ngăn cấm cái cậu bé ra Nagasena này rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ đến cái lúc lớn rồi, 7 tuổi rồi, bây giờ phải đi học. Thì khi mà đi học với ông Bà La Môn á, thì bắt đầu tiếp xúc với những người khác rồi. Chúng ta nghĩ là bây giờ trưởng thành rồi, cũng có sự hiểu biết, thành ra bây giờ là ông ta không có ngăn che nữa. Thì nhờ vậy cậu bé Nagasena này mới thấy được ngài Rohana, từ đó để mà khơi gợi cái sự tò mò tìm hiểu để hướng về cái con đường xuất gia. Thì tất cả là nó đều là nhân duyên. Đến lúc cái duyên nó đến thì cái nhân nó phải phát sanh, nó phải cho quả. Thì đó là cái quy luật tự nhiên thôi. Xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con xin tri ân lời dạy của sư với câu hỏi của chị Nhung ạ. Dạ thưa đạo tràng, có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Dạ dạ, sa thú Thú Anh, sa thú chị Kim Nhung. Dạ bạch sư, hồi nãy sư có dạy cho tụi con về cái vấn đề mà một cái vị tỳ khưu thì phải có một cái gọi là thu thúc lục căn để cho những cái Phật tử tại gia chúng con thấy là một cái sự khác nhau giữa một cái bậc mà xuất gia và những cái vị cư sĩ. Dạ bạch sư, Nguyên Như có một cái thắc mắc là về cái giới ăn chiều đó bạch sư. Thì con thấy có những cái vị sư thì ăn chiều và có những vị sư thì không có ăn. Có những chùa thì cũng ăn như bình thường luôn. Như vậy thì cái giới đó nó có phải là một cái giới bắt buộc của vị tỳ khưu hay không? Hay là tùy thích mình muốn giữ thì giữ, không giữ thì thôi vậy bạch sư? Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá.
Thì cái nguyên nhân á, mà Đức Phật chế định về cái ăn phi thời á, là cái thời kỳ mà Đức Phật còn hiện tiền á, thì cái thời đó đó về cái đời sống nó cũng còn rất là khó khăn. Rồi bây giờ á, là cái tăng đoàn á, là chỉ dựa vào sự dân cúng, cúng dường về vật thực, chỗ trú ngụ, y phục, thuốc men của hàng cư sĩ. Nhưng mà quý vị biết rằng á, những cái gia đình mà như là ông Cấp Cô Độc hay là bà Quy Sa Khánh thì nó rất là ít, nhưng mà những cái làng mạc rồi những cái người mà nghèo khổ cũng nhiều. Mà bây giờ ăn một ngày ba bữa như cái người cư sĩ thì càng làm khó khăn cho hàng cư sĩ tại gia. Cho nên đó là Đức Phật thấy rằng cái người xuất gia không có làm những cái công việc nặng nhọc, cho nên ăn một ngày một bữa là đủ. Mục đích là để chúng ta giảm thiểu trong cái vấn đề mà ăn uống. Thì quý vị thấy rằng đó, cái người cư sĩ tại gia làm việc quần quật vì cái gì? Vì ăn. Sáng thức dậy phải lo ăn ăn sáng, rồi ăn điểm tâm sáng, rồi chạy đi làm, cái trưa ăn, cái làm biết cái chiều về cái nấu nướng ăn. Thành ra cái vấn đề ăn không là nó chiếm một cái thời gian trong ngày cũng rất là nhiều rồi. Bây giờ cái người xuất gia đó thì mình giảm thiểu lại, hạn chế. Cho nên hồi đó đó là thường thường ngài Hòa Thượng Pháp Lạc đó, ngài cứ nhắc trong ba tháng hạ, bớt ăn, bớt ngủ, bớt nói năng, thêm học, thêm hành, thêm minh sát. Thành ra đó bình thường thì nó khác, nhưng mà đến đến cái giai đoạn mà mình cố gắng, mình nỗ lực tu tập á, thì mình giảm thiểu. Tại vì khi mình ăn nhiều quá đó thì nó làm gì, nó trì trệ, nó sanh ra hôn trầm. Cho nên đó là ăn vừa đủ. Nếu mình thấy mà mình ăn bữa nay á, mình ăn hơi no, khi bắt đầu mình vô vô hành thiền thì bắt đầu nó sẽ hôn trầm thôi, và ngày mai mình bớt bớt lại chút. Hay là trong trong các bài kinh đó, Đức Phật nói nếu mà còn khoảng chừng ba vắt cơm nữa mà no đó, thì thôi ngưng để uống nước. Rồi bây giờ hàng ngày mà mình nói chuyện nhiều quá thì khi mình đi vô tu tập á, cái tâm mình nó trạo hối, nó khó giật. Cho nên là mình phải giảm bớt cái vấn đề tiếp xúc nói năng. Cái điều nào mà cần thiết cần phải nói thì nói vừa đủ vừa phải, đúng đối tượng, hợp thời hợp lúc. Đó, cho nên là các cái vị trưởng lão cũng vậy, các ngài cũng dạy mình. Nhưng mà ở đây á, là không phải là một cái quy định khắt khe. Trong luật Đức Phật cũng cho phép trong cái trạng thái những cái vị tỳ khưu mà bị bệnh, chẳng hạn bây giờ những cái vị mà trường hợp mấy vị mà bị bệnh á, đang cái giai đoạn mà điều trị bệnh, mà bây giờ nếu mà sử dụng thuốc đó mà không có cái vật thực để nó cản trở bớt cái sự hoành hành của cái tác dụng của thuốc đó, thì không được. Cho nên là trong tạng luật thì Đức Phật cũng cho cái điều ngoại lệ, vị tỳ kheo bệnh thì có thể dùng cháo, dùng nước bột gì đó, thấy không? Nhưng mà mình không nên
không nên vịn vào cái bệnh để mà mình thọ hưởng những cái vật chất. Thành ra cái điều đó, hay là 13 pháp đầu đà cũng vậy, thì ở đây Đức Phật không có ép buộc tất cả đều phải thực hành, mà tùy theo vị nào thấy cần hành thì mình sẽ tự nguyện mình gìn giữ. Có đến một lúc nào đó mình thấy là bây giờ mình không cần thiết phải thực hành những cái pháp đó thì mình có quyền xả. Thí dụ như bây giờ mình thấy mà cái tâm mình á, mình ngủ nhiều quá nó mê muội, bây giờ á mình ngủ bằng cái oai nghi mà ngồi á thì nó sẽ tỉnh giác hơn, nó dễ ấy hơn. Còn á, mình nằm xuống mình nằm á thì sao, nó đi vào cái trạng thái là ngủ sâu. Ngủ sâu như vậy thì nó cái sự hay biết tỉnh giác nó không có. Cho nên bây giờ mình thấy là cần phải rèn luyện. Bây giờ mình tự nguyện mình ngăn cái oai nghi nào, chứ không phải bắt buộc vị nào cũng phải ngủ ngồi hết. Đó. Rồi vị nào cảm thấy là bây giờ vướng bận ba cái y phục rồi kia nó mất công quá, y nhiều rồi mất công, rồi giặt vũ rồi mất công gìn giữ, thì bây giờ mình giữ ba lá y thôi. Thì cái này á, là cái học giới là Đức Phật muốn chế định để đem đến cái điều lợi ích tốt đẹp, để ngăn che những gì, những cái phát sanh trong cái đời sống của cái người xuất gia. Và những cái vị mà thọ trì những học giới này đó, với cái tâm tự nguyện, mình xét thấy rằng đến lúc cần phải thọ trì một trong 13 pháp đầu đà thì mình tự nguyện mình thọ trì, không có dùng vật thực phi thời. Nhưng mà bây giờ trong cái giai đoạn mà uống thuốc, nếu mà không có dùng vật thực á, thì có thể cái bệnh nó trầm trọng hơn, nó có thể biến chứng qua nhiều cái chứng bệnh khác thì dùng. Nhưng mà đến lúc nào mà hết bệnh rồi thì thôi, thì phải hiểu như vậy đó. Cho nên là cái vấn đề mà ăn phi thời hoặc là trong những cái pháp đầu đà đó, thì tự mỗi vị xét thấy để mà tự nguyện để gìn giữ. Đó, cho nên là chúng ta hiểu là cái sự chế định cái luật của Đức Phật đó, là để nhằm để làm cho tốt đẹp, và mỗi cá nhân tự nguyện gìn giữ. Nếu mà xét thấy là gìn giữ những cái học giới này để phát triển cái sự tu tập, sự nỗ lực tinh tấn của mình nó mạnh mẽ hơn thì mình gìn giữ. Còn nếu mà trong cái giai đoạn bệnh hoạn là thế này thế khác đó, cần phải sử dụng thì mình sử dụng, chứ không phải là cái luật của Đức Phật chế định nó cứng nhắc. Nhưng mà Ngài cho phép uyển chuyển ở những giai đoạn, và chúng ta thọ dụng với cái tâm như thế nào là quan trọng. Nếu mà mình sử dụng bốn món vật dụng với cái tâm mà dính mắc tham muốn của phiền não là đầy điều tai hại. Còn nếu mà chúng ta sử dụng là cái phương tiện để có sức khỏe, để an ổn, để tu tập là cái điều khác. Thành ra chúng ta phải phân biệt hai cái trạng tâm thọ dụng vật y phục, chỗ trú ngụ, thuốc men nó như thế nào. Mình thọ dụng như thế nào thì phạm giới, mà thọ dụng như thế nào thì không có phạm giới, do cái tâm trạng của mỗi người trong cái giai đoạn mình đang thọ dụng những vật thực hay là y phục và là thuốc men, thì
Chúng ta phải hiểu như vậy. Dạ, xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Như. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin kính tri ân câu giải đáp của sư. Dạ, con xin kính mời đạo tràng. Hôm nay đạo tràng yên ắng quá. Nguyên Như xin mời nha. Dạ, dạ, sa thú chị Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe con không ạ? Hôm nay mấy con nó có vấn đề, thành ra con cũng không biết đạo tràng có nghe được con nói không ạ? Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn Nguyên Như. Dạ, con thưa sư, về cái vấn đề tăng tướng á, thưa sư, có nhiều khi Phật tử chúng con cũng rất là khó, khó để nói. Ví dụ như là lúc trước thì con sinh hoạt ở bên đạo tràng Bắc Tông, thì ở bên đó thì con thấy quý sư trong các buổi giảng thường hay hát, rồi để cho cái không khí đạo tràng nó vui lên, nó sinh động để cho cuốn hút những Phật tử đi sinh hoạt. Thì khi qua bên Phật giáo Lan Truyền thì con hiểu được cái điều đó là không được, để vì làm như vậy sẽ tâm nó sẽ bị vọng động. Mình không có nên, vì cũng đã thọ giới, trong cái đó là những cái giới mà mình không được, Phật tử chúng con cũng không nên làm trong những ngày thọ bát, và quý chư tăng cũng vậy, con hiểu là như vậy. Nhưng mà có những cái hình tướng mà với con thì nó không được đẹp mắt lắm, và bạn con cũng có hỏi và con không biết trả lời sao. Ví dụ như chúng con, dạ, con xin sám hối nếu con có điều gì sai. Chúng con có thấy những vị, có một vài vị sư thôi, không phải nhiều. Đa số thì quý sư không không như vậy, nhưng mà có một vài vị con thấy hút thuốc lá. Rồi cái bạn con hỏi là ở bên Phật giáo Nam Truyền không cho hát nhưng mà cho hút thuốc hả? Thì con cũng không biết trả lời làm sao. Dạ, rồi có khi là trong những buổi đặt bát đó thưa sư, thì con cũng thấy những hình ảnh không đẹp từ những vị sư. Con cũng không biết đó là sư ở chùa nào, nhưng mà đúng là có những hình ảnh không được đẹp. Thì bạn con cũng có hỏi sao bên này lại như vậy, thì con cũng không biết trả lời sao. Thì sau này con có nghe một số quý sư có trả lời, thì mình cứ nghĩ đó là tăng đoàn, đó là tăng chúng thì mình cúng dường, còn những cái hình ảnh đó thì mình đừng có để ý, đừng có làm bận tâm để cho cái tâm bất thiện của mình nó sanh lên. Thì đó là con được nghe như vậy. Thế nhưng mà con cũng không hiểu là trong tăng có cái như thế nào để con giải thích với bạn con là những cái hình ảnh như vậy đó thưa sư. Dạ con cũng khó giải thích. Dạ con kính thỉnh sư giúp con ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Khai giá. Thì thật sự ra đó, luôn Đức Phật nhắc nhở một cái vị xuất gia là về cái thu thúc lục căn, hoài nghi tế hạnh của mình. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy rằng đó, cái thời Đức Phật thì cái thời mà cái giáo pháp nó thịnh hành, thánh tăng rất là nhiều. Còn trải qua cái thời kỳ này nó, cái giáo pháp nó cũng đi hơn nữa cái thời gian này. Cho nên đó là đến cái thời kỳ này đó, thì có khi có những cái hình ảnh của những cái vị xuất gia nó không có được tốt đẹp. Thì quý vị thấy rằng cái gì á nó mà thay đổi, suy tàn, không lẽ mà không phải là tự nhiên cái cây hay là mấy ngôi nhà nó sụp lên, nó phải đi xuống từ từ. Cái cây á, cái hồi mà giai đoạn mà cái bộ rễ mà nó phát triển mạnh á,
thì cái cây nó sung mãn, à, cành lá sung xuê, ha, à, rồi cái đến mà cái cây nó già tỏi rồi, cái bộ rễ nó bị thoái hóa rồi thì sao, cành nhánh bắt đầu nó khô héo dần, à, có những cái cành khô rồi nó lộ ra, à, thì nó là như vậy. À, chúng ta phải thấy rằng đó, à, trên cái cành á, trên cái cây này nó còn nhiều những cái cành khác, xê chứ không phải là cái cành khô đó là cái biểu tượng cho toàn thể của cái cây. À, cho nên á, là các vị trưởng lão thường khuyên á, khi mà chúng ta làm phước tạo những cái thiện sự, à, chúng ta hướng đến cái gì, các cái bậc trưởng lão, à, có sự nỗ lực tu tập đi đúng trên cái con đường, à, giới định tuệ, à, còn có đôi lúc những cái vị tâm tỳ kheo hay là những vị sa di, à, thì còn những cái hình thức nó lộn xộn, à, nó không được đẹp mắt, à, thì mình nhìn trên cái tổng thể mà mình nhìn trên cái cao đẹp của các cái bậc trưởng lão, à, à, mình đừng có nhìn vào cái khiếm khuyết, à, không lẽ gì một hai cái nhánh khô mà mình nói là ôi cái cây này không có tốt, cái cây này chết rồi, không phải, à, nó chết là chỉ chết một hai cái cành nhỏ thôi, à, nhưng mà cái cây nó cũng vẫn còn tốt, à, cho nên là nghĩ suy niệm đến ân đức tăng, à, thì chúng ta suy niệm về các cái bậc thánh tăng hoặc là các bậc trưởng lão đang thực hành đúng trên cái con đường giới định tuệ, để chúng ta không có bị suy giảm, à, không có bị thối thất cái niềm tin, à, còn những cái hình ảnh đẹp mắt thì không có tốt đẹp gì đó, khi mình nhìn nó để mình thấy, thì tất nhiên thấy không, trong một nồi cơm làm sao tránh khỏi có những cái hạt sạn, à, hoặc là ở bên kinh của bên Thiên Chúa Giáo á, thì Chúa Giêsu cũng nói là trong có một bầy chiên thế nào cũng có một hai con chiên gẻ, à, thì mình nhìn trên cái tổng thể tốt đẹp, à, chứ mình đừng có nhìn quá sâu những cái hình ảnh mà nó không được đẹp mắt thì thôi mình bỏ qua, à, là nói là mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, à, không gì một hai cái chỗ dột của ngôi nhà đó mình bỏ cả nhà, không gì một hai chỗ bị sâu ăn mà mình bỏ quăng bỏ nguyên cái mía, thấy không? Cái chỗ nào mà nó bị dột thì mình có thể mình sửa lại, mình chè nhét lại, à, cái chỗ nào quá sâu thì mình chỉ chặt bỏ cái đoạn sâu đó thôi, mình nhìn trên cái những cái đoạn mía mà nó tốt đẹp đó, à, cho nên chúng ta phải hiểu như vậy, chứ đừng có gọi là dưa đũa cả nắm, à, nhưng mà sư nhắc quý vị là tục ngữ người ta nói nhân hư chứ đạo bất hư, à, những cái hình ảnh không đẹp mắt không tốt đẹp đó là chỉ một vài thành phần cá nhân, à, chúng phải cả tăng đoàn, cho nên là chúng ta tránh, à, những cái để rồi mình làm mà suy giảm thấu thất cái niềm tin, rồi mình bỏ đi cái sự nỗ lực thực hành cái thiện pháp, thì cái điều đó nó là một cái sự cản trở, à, trong cái đời sống của người cư sĩ, của người Phật tử. À, thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giải thích câu hỏi cho chị Kim Nhung. Dạ con thấy bây giờ cũng là 10 giờ 25, thời gian cũng vừa phải lẽ. Con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ thưa đạo tràng có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Dạ sa thú sa thú. Dạ con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Dạ, kết thúc của sinh hoạt hôm nay xin thay mặt chư tăng phúc chúc và đến đạo tràng thế giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an chúc cho tất cả quý tu nữ và quý phật tử nhiều sức khỏe an vui cầu mong chư thiên quan hỷ giới phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Awatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhuta anupave nasada sothi bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma anupave nasada sothi bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha anupave nasada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ quay đức của Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thể. Cầu xin cho bả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt A Di Đà. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Yang kinh chi ku sa la kam mang kan tam bang ki ri yang mama ka ye na wa cha manasa ti da se sugatang katang ye santa san ni no an ti ye cha santa san ni no katang puan ya phalang mei hang sam be pha gi pha wan tu te ye tang katang su vi di tang din nang puan ya phalang ma ya ye cha tan thana cha nan ti de wa gan toa ni we da yum sam be lo kam hi je san ta chi wan ta ha ra he tu ka ma nuon nyang pho cha nang sam be la phan tu ma ma che ta sa ti y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô ý đằng quá tá mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tú quá nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.
phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoạn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sau đạo quả sớm viên thành. Nắc mô Bút Tha Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sang Kha Giá. Cha con xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Môn Như Kỳ Viên vào tối thứ tư, tức là sáng thứ năm ở bên Việt Nam. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài Vi Diệu Pháp của Thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.